Theo kế hoạch, ngày 17 tháng 7 sắp tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Từ kết quả này sẽ là căn cứ để các trường đại học sử dụng để xét tuyển. Sau khi hoàn thành bài thi toán, ngữ văn, tiếng Anh, nhiều thí sinh đã đưa ra dự đoán ban đầu về biến động điểm chuẩn các ngành xét tuyển khối D năm nay. Với khối D thì em nghĩ là điểm chuẩn sẽ tăng bởi vì là đề toán thì có tính phân hóa khá là cao. Đề văn thì là tương đối dễ để đạt được điểm tầm 8 ạ. Đề tiếng Anh theo em là tương đối là ổn. Em nghĩ là nếu như các bạn mà học chắc thì có thể được khoảng từ 7 đến 8, trên 8 cũng được. Em thấy đề năm nay có vẻ là khó hơn như năm trước một tí tại vì số lượng học sinh tăng cao hơn nên là em nghĩ thì cũng xứng đáng. Với riêng môn tiếng Anh, sau khi phân tích đề thi, giáo viên nhận định đề năm nay điểm trung bình môn này sẽ cao hơn, dự đoán nhiều điểm 10 hơn năm 2023. Thì mình dự đoán rằng là phổ điểm của năm nay sẽ tăng nhẹ so với năm ngoái, khoảng là 5,5 đến 5,7. Như năm ngoái thì điểm trung bình phổ điểm của môn tiếng Anh là 5,45, thì năm nay sẽ là tăng nhẹ. Với đề này thì nếu như mà các bạn ấy làm rất là cẩn thận và biết cái cách phân tích thông minh khi làm bài tập trắc nghiệm thì khả năng là điểm 10 năm nay cũng sẽ nhiều hơn so với năm ngoái. Sau khi công bố điểm thi vào ngày 17 tháng 7, từ ngày 18 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7, thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trong thời gian quy định, không giới hạn số lần và số lượng nguyện vọng trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục Đào tạo trong thời gian quy định.